nghị quyết quan trọng vừa được chính thức công bố ngày 14 tháng 10 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao pháp luật chi tiết về các hành vi giao cấu, hành vi quan hệ tình dục khác, dâm ô, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi trình bày hoặc chứng kiến việc trình bày khiêu dâm. Nghị quyết nhằm lãnh đạo áp dụng một số pháp luật tại các điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 của Bộ Luật Hình sự và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục xu hướng tính dục người dưới 18 tuổi, có hiệu lực từ ngày 5 tháng 11 năm 2019. Sửa đổi, bổ sung tình tiết định khung tăng nặng. Việc công bố nghị quyết cũng nhằm thông tin sâu rộng các nội dung lãnh đạo đến các thẩm phán, cán bộ, công chức tòa án để nghiêm túc thực hiện, đồng thời giới thiệu nghị quyết đến các cơ quan, tổ chức và nhân dân để theo dõi, giám sát. Tòa án Nhân dân Tối cao nhận định thời gian qua, tình trạng tội phạm xu hướng tính dục, đặc biệt là xu hướng tính dục đối với trẻ em cốt truyện phức tạp, có xu hướng gia tăng. Nhiều vụ việc nghiêm trọng xảy ra gây bức xúc trong dư luận làng hội. Cạnh đó, việc triển khai các pháp luật của Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Tố Tụng Hình sự, các đạo luật có liên quan và các lãnh đạo thi hành trong thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử cũng phát sinh một số khó khăn, vướng bận bịu. Để có cơ sở pháp lý nhằm xử lý ngày càng có hiệu quả loại tội phạm này, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến các tội xu hướng tính dục như làm rõ ràng về chủ thể lỗi lầm, chi tiết hóa hành vi lỗi lầm, mở rộng nội hàm khái niệm giao cấu, bổ sung trường hợp thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác. Một số tình tiết định khung tăng nặng đối với nhóm tội này được sửa đổi, bổ sung. Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm điều 147 cũng được bổ sung nhằm hình sự hóa hành vi lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi trình bày khiêu dâm hoặc trực tiếp chứng kiến việc trình bày khiêu dâm dưới mọi hình thức. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành hơn một năm qua cho thấy vẫn còn một số pháp luật chưa thực sự rõ ràng ràng, chi tiết, cần phải lãnh đạo để bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử. Vì vậy, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành nghị quyết này sau một thời gian dài dự thảo, lấy ý kiến. Hôn huyết, cương nựng trẻ là dâm ô. Một trong các nội dung quan trọng mà nghị quyết lãnh đạo là tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Theo đó, dâm ô là hành vi của những người cùng hoặc khác giới tính tiếp xúc về thể chất trực tiếp hoặc gián tiếp qua lớp y phục vào bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm, bộ phận khác trên cơ thể của người dưới 16 tuổi có tính chất tình dục nhưng không nhằm quan hệ tình dục. Trả lời trên, ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, nói, có những hành vi mà trước đây chúng ta không lưu ý đến như hành vi hôn huyết vào những vùng nhạy cảm của trẻ em như miệng, tai, gáy đều có thể dẫn đến hành vi lỗi lầm. Nếu những người thực hiện hành vi đó không phải là những người quen thuộc trong gia đình khiến trẻ kinh hãi, kinh loạn tinh thần, ảnh hưởng đến đời sống thì có thể bị lưu ý bổn phận hình sự. Các hành vi sau đây đều bị coi là dâm ô. A. Dùng bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm tiếp xúc đụng chạm, cọ sát, chà sát. Với bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm, bộ phận khác của người dưới 16 tuổi. B. Dùng bộ phận khác trên cơ thể tay, miệng, lưỡi, chân. Tiếp xúc vuốt ve, sờ, bóp, cấu déo, hôn, liếm. Với bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm của người dưới 16 tuổi. C. Dùng dụng cụ tình dục tiếp xúc đụng chạm, cọ sát, chà sát. Với bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm của người dưới 16 tuổi. D. Dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi dùng bộ phận khác trên cơ thể của họ tiếp xúc vuốt ve, sờ, bóp, cấu déo, hôn, liếm. Trực tiếp hoặc gián tiếp qua lớp y phục với bộ phận nhạy cảm của người lỗi lầm hoặc của người khác. D. Các hành vi khác có tính chất tình dục nhưng không nhằm quan hệ tình dục hôn vào miệng, cổ, tai, gáy của người dưới 16 tuổi. Nghị quyết ra đời rất kịp thời. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao ra đời rất kịp thời, giúp cho công tác xử lý các vụ xâm hại tình dục trẻ em, người dưới 18 tuổi đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, nghị quyết lần này đã giải thích rõ ràng ràng, chi tiết các khái niệm gây vướng bận bịu trong quá trình xét xử trước đây như hành vi tình dục khác, dâm ô.
Nghị quyết rất tốt cho chúng tôi, giúp chúng tôi có điều kiện thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao trong luật trẻ em. Luật pháp luật chúng tôi có bổn phận phát biểu chính kiến về các vụ việc vi phạm quyền trẻ em. Bởi vậy, với những lãnh đạo chi tiết được nêu trong nghị quyết, khi thu được đơn thư phản ánh, chúng tôi có thể ra các văn phiên bản chi tiết để gửi đến các cơ quan chức năng. Cạnh đó, khi thấy các phiên bản án chưa phù hợp với các tội danh, chúng tôi cũng sẽ có các khuyến nghị đối với cơ quan chức năng. Ngoài ra, nghị quyết cũng có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục để các em hiểu được thế nào là hành vi xu hướng tính dục đối với trẻ em. Nghị quyết này cũng giúp các bậc cha mẹ, phụ huynh giáo dục con em mình có kỹ năng bảo vệ phiên bản thân, tránh bị xâm hại. Với những pháp luật chi tiết, nghị quyết sẽ giúp các cơ quan tố tụng, xét xử định tội phù hợp, không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai. Chỉ có như vậy việc xét xử thế hệ đảm bảo sự nghiêm minh, mang tính răn đe trong công tác phòng ngừa. Đặc biệt, nghị quyết có một số pháp luật thế hệ, chi tiết về các thủ tục tố tụng như pháp luật tòa phải làm gì, những việc gì cần làm và cả những việc không được làm. Ví dụ không gọi người bị xu hướng tính dục dưới 18 tuổi những câu gọi quá phức tạp, không được gọi liên tục quá 1 giờ, không cho người bị hại đối chất với người lỗi lầm. Những pháp luật này giúp quá trình xét xử sẽ đảm bảo được sự thân thiện, bảo vệ tối đa người bị hại dưới 18 tuổi. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.